Rồi, khi vô nhà, giày dép mình để đâu? Mac and cheese. Daddy, can you turn the light on, please? Sure. À, ba giúp con, nó biết rồi nên giờ nó để nó đó. Ôi cha, chay bữa nay nhận quà nữa cô chú ơi. À, khoan, ngồi xuống. Chà mẹ không? Mommy, give me sauce. Ăn sauce mới ngon chứ, con không ăn hả? No, because I'm not big enough. À, con chưa đủ lớn để biết ăn sauce hả? Sợ sauce ngon lắm á. Rồi, ăn đi. And then Audrey's home. Audrey came to the door and we walked up and I told her, so JD will come get you when she's finished with her dinner. Okay, perfect. Sauce down. What do you think about the sauce? Sauce down. It tastes really bad. You taste it bad? I like it. Giờ con uống gì nè? Spaghetti. Yeah, sweet and sour. Nó là mặt nát thôi. Nói mẹ nè coi, từ nãy giờ đi chơi vui không? Dạ vui mẹ. Nói đây con. Dạ con vui mẹ. Dạ vui mẹ. Cú cà. Mời cô chú ăn chưa? Khi mình ăn mình phải mời cô chú. Cú cà. Mẹ ăn nha. Cú cà. Ngon quá. I wish my baby. Mom, I can eat that. Này của mẹ. Nâng nó đây. Cheese. Vô. Bây giờ nè, con hello cô chú. Cookie, Mom, we have the pavilion. Con nói con cảm ơn, con hello cô chú. Hôm nay con làm bánh với ba con. Con làm bánh với nà mò. No, con làm bánh. Với ba con. Chay, nói chuyện đàng hoàng với. Nói đi với. Ba. Con. Nói lại con. Với ba con. Đúng rồi. Bây giờ con làm bánh gì á? Nói cho cô chú nghe. Bánh zombies. Bánh zombie luôn hả? Trời ơi, đã ta. Làm bài what zombies? Đúng rồi, con coi bộ phim zombie đó mà con giới thiệu với cô chú con tên gì á? Cô tên JD hả? And I'm so excited to make a cookie. And now look, we can scratch it. À, con rất là vui. Con chờ coi tại vì con chuẩn bị làm bánh cookie với ba. Đây là lần đầu tiên trong đời của con phải không? Năm nay con mấy chuỗi rồi? Hả? Năm nay con mấy chuỗi? What did you make, JD? Nè, nói cho. You gotta soften up the butter. So I had to soften up the butter. JD, năm nay con mấy chuỗi? So we can make cookies? Yeah, we're gonna make cookies. Right, cookies? Chocolate chip. Nó cái bánh này tên là chocolate chip. Daddy, that's why we can do that. Đúng rồi, mình phải mình. I'm so excited, Daddy. You're so excited. I'm excited that you're excited. Daddy, con nói cho cô chú nghe, con mấy chuỗi? Con mấy chuỗi? Dạ thưa, con gần 4 tuổi. Mm-hmm. 3 tháng nữa sinh nhật của con rồi. I'm almost taller than this. Đúng rồi, con sắp cao tới đó rồi đó, dữ chưa? 4 tuổi trôi rồi coi, chuẩn bị 3 tháng nữa là con được bốc. Ai không có kéo áo xuống. Mẹ đang quay phim mình không có kéo mấy cái áo ra xuống được như vậy. Vậy thôi nghỉ làm cookie đi, nghỉ làm bánh đi. Nothing. It's empty. Empty? Rồi, con mấy tuổi? Con nói dạ con 4 tuổi. Dạ con 4 tuổi. Đúng rồi. Con hỏi cô chú có ăn bánh không? Ăn cũng là cạc bánh nè. Con làm cho cô chú ăn. Chú ăn. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn cho chú ta. Smart quá. Rồi, bye. Daddy, you gonna teach JD. Ok, ngồi nghe ba chỉ nha. Ba dạy con làm bánh nha. Con nói ba ơi, chỉ con. Chỉ con. Con muốn làm. I need some vegetable oil, baby. Ooh, vegetable oil. Ok, uống đi con, cũng uống cái okay, nào. Ok, so we're gonna go ahead. Cô and chú make... ơi, cái plan mà làm bánh cookie á hả? Không có dầu thực, không có dầu gì đó. Dầu rau củ quả gì đó, giờ phải đợi ngày mai mua mới có bây giờ.
chay với ba chay sẽ làm cái món này, là làm kem nha cô chú nha, làm kem thành cái hình con unicorn này. Trước tiên con nói đi cô chú ơi. Chú ơi. Okay, ready? Bây giờ lớn lên. Bây giờ con làm kem. Con làm kem. Ăn. Ăn. Con thích kem lắm. Con thích kem lắm. Con thích nhất thế giới này luôn. Thích nhất thế giới này luôn. Thích nhất trên đời này luôn. Thích nhất trên đời chứ. Không, nói đàng hoàng, nói cho đúng. Con thích nhất. Thôi nghỉ khỏi ăn. Nói này, con thích nhất. Trên đời này. Trên đời này. Là kem. Kem. Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ ba sẽ đi rửa cái đó trước nha. Mình trước khi ăn mình phải sạch sẽ nha con. Rồi con giới thiệu với cô chú, hôm nay kem của con có hai mùi. Mùi thứ nhất là mùi gì đây? What flavor? Strawberry. Không phải cái mùi đó, không phải. Cái mùi này là mùi trái cây. Rồi còn mùi này là mùi nho. Rồi ok, JD gonna do it. Hold JD hand. Rồi bây giờ JD làm nha. Đổ từ từ thôi, thôi từ từ đó. Wow, okay. Ta, wow. Do this one. Or you want to do this one a different color? That one. Daddy, here. I'm gonna prep the color for you. Thank you. You were so kind. Đọc đu lưu lưu xuống rồi được rồi không? Rồi làm đây, làm tiếp cái này đi nè. The next one. Wow, JD sẽ có cái unicorn ice cream. Wow. Can I use it? Rồi, ok. Ok, ok. That's enough. Rồi. Bây giờ sẽ đóng lại. Rồi. Why'd you say that word? Because you were dirty. Rồi coi, lấy khăn giấy chùi nước. You're starting to be bad again. Một miếng thôi, đúng rồi, chùi. Đúng rồi, chùi cho sạch cái bàn. Vậy chùi lên tay. Nó đập con này quá. Rồi, rồi con dư nước này con uống đi. Ok. Đúng rồi. Ngày mai chay sẽ có ice cream ăn. Ngon quá. Let me help you. Daddy, and put it in there. Đúng rồi. Now watch. If you poke a hole at this end, now drink out of that end and see what happens. Okay. No, just drink it. Try it. No. that's the breather hole. Oh, much better, right? Ngon. It's almost like it's. Rồi, uống mà ông hút đi cho dễ uống ha. Con nói ba đi, con mới chùi cái bàn rồi, nói đi. Con mới chùi cái bàn không? Ừ. Mà mày hỏi con này, con ba ly với Vincent, con có thương ba ly với Vincent không? Cho ba ly với Vincent ăn kem không? No. Sao vậy? Mommy, I don't want to share anybody. I want to share with Audrey. À, trời đất ơi. Vậy á hả? You are very upsetting. And I'm a toy. You're very upset. Con muốn chia cho Audrey ăn thôi chứ không cho ai ăn nữa hả? Mà mẹ ăn sao? Necessary and enough. All of the dish it turns then you eat a little bit. Không, mẹ muốn ăn hết một cái cây luôn. No, Daddy can't eat it now. Sao? Daddy can't eat it. You can eat. Rồi mẹ ăn hai cái phải không? Uh-huh. Rồi con ăn mấy cái? Uh-huh. Trời ơi, con ăn 4 cái luôn hả? Sao con ăn nhiều hơn mẹ? Mẹ muốn mẹ ăn nhiều hơn con. I want you. Con are you excited about your ice cream? Đợi ngày mai mới ăn được nha. Oops. Mẹ ngồi xuống đàng hoàng. Rồi. Cái này là gì? Just I don't know. Tiếng Việt là gì? Candy. Tiếng Việt không phải candy, cái này gọi là gì? Kẹo. Đúng rồi, rồi con muốn xin mẹ ăn, con nói làm sao? Mẹ con muốn. Rồi phải nói làm sao? Bird. Rồi khi mà con bóp con phải nói làm sao? Exi. Đúng rồi. Mẹ con muốn sao? Sorry, I got something on my throat. Rồi con này con muốn nói làm sao? Con muốn nói please have this. Nói tiếng Việt. Mẹ con muốn please have it. Nói hết nguyên một câu luôn tiếng Việt luôn. I don't know. Con biết mà. Con muốn the candy. Không.
Tớ hết câu tiếng Việt, không có the candy, con muốn sao? Con muốn ăn. Ăn gì? Ăn candy. Candy tiếng Việt là gì? Ăn kẹo. Đúng rồi, bây giờ nói hết nguyên câu. Mẹ ơi sao? Thôi nghỉ ăn. Nói đi mẹ ơi sao? Mẹ ơi, con muốn. Thôi nghỉ ăn đi mệt. Nói nguyên câu tiếng Việt đi. Ok. Tập trung vô, nói cho đúng cho mẹ cho ăn nè. Mẹ ơi sao? Mẹ ơi. Đố chơi ai mua này? Oh my god. Đố chơi. Đố chơi ai mua này? You hit the little baby jackpot. Ai mua? Ai mua này? Open this. Rồi ai mua này nói cho mẹ nghe coi. Yeah, first you gotta say thank you to who bought this. Nhớ coi ai mua. I don't know. Con biết hả? Hồi bữa con ngồi trên đùi của cái người này rồi con bấm vô Amazon con tự add your card. Con mua. Ai mua? Who bought all that? Bà Nhung. Đúng rồi bà Nhung. Ha. Khoanh tay lại. Thank you, bà Nhung ơi. Thank you, bà Nhung ơi. Wow, trời ơi. Open that. Rồi, Daddy help her. Trời ơi, thank you, bà Nhung ơi. Ông. Để ba làm. Right here. Ôi, ơi, popper dữ rồi, trời ơi. There's more poppers, Jay. Mommy, where's my other popper? Ai biết? It was in Daddy's car, then it disappeared in Daddy's car. Okay. Mẹ, cái này ở đây gọi là popper. Là cái giống như pop, bóp như vậy nè, pop. All the poppers. Nó nói mẹ, nó có hồi bữa nó có hai cái kia, cái nó hỏi, ủa mẹ, mấy cái kia của con nó mất tiêu trơn rồi. Bữa con nhớ là con để quên ở trên xe của ba, giờ nó mất tiêu rồi. Nói gì đó. Cô Nhung. Oh my goodness. Thank you for me. Mà Nhung mua đó. But that is a lot. Yeah. All the sheep. Every sheep probably. Yeah. Rồi giờ mãn nguyện chưa? Giờ mãn nguyện chưa? No baby. Ủa này gì hai con với ba con unicorn dữ à? Wow. Mommy, because it's friends. It's friends. Oh, it's friends hả con? À hai ba con cho con. Đừng có gỡ ra giải. Yeah. Baby, can you show her the best way to open this? Jade. Show her where to just peel it off. Watch. You see this? Grab it right here. Where is it? Oh. And then grab it right here. Một tay bên này, một tay bên kia. And then look, grab it like this and like this. You see me? Daddy, no. Look. Grab it like this. Grab it like this. Rồi, quá đã rồi, quá tài đã luôn ha. Open the door for her, please. Can you find? Trời ơi, cho bé mượn con nằm chơi ghê không, mấy ghê không? Cầm của nó không cho luôn tại tài. À, cái này là gì? Monkeys. Đúng rồi. Trời ơi, đông thách rồi, bây giờ nó không cho mình đụng luôn rồi. Can you find the peeling one and the big popper? Cái của con á hả? Không biết rồi, kiếm. She wants to have all of them. Tất bớt cái này để bữa nào, baby. Put this somewhere else. Open it later. Để mở. Now she start here. Then put it away. Wow, cái này á là kem của con làm nè. Yeah, để mẹ coi coi. Wow, ủa con ăn cái rồi hả? Yeah. Mở ra coi, mẹ mở không được, mẹ đang cầm cái camera mày, mẹ mở không được. Wow. Ngon không? Mommy, daddy makes it broke. Vậy hả? Nè ai? Ngon không? Quá trời đã luôn rồi. Popper này quá trời vậy trời, chơi có đủ ship luôn rồi đó cô chú. Chơi. I could be yellow, I could be black. Every color you want.
Yeah, I could be every color you like. Phải không? Hay ghê ta ơi, quá trời luôn. Mommy, you don't have black. Hả? Pretend to be black. Không có hờ, đúng rồi, không có một màu màu đen, không có một lát đó. Purple là bóp vậy nè cô chú nè. Mama. À, thấy chưa? Làm gì cái gì vậy? Use your fingernails. À, dùng vậy hả? Dùng cái ngón tay mình đó hả? Làm vậy Mama, hả? Don't use it. That's mine. You can use a little bit. You buy one. You buy one. But you can pick. Trời ơi, nó nói mẹ mẹ đừng có chơi cái này của con á, cái ngọc, cái mặt ngọc buồn, cái nó nói đẹp 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 của mẹ nè, cho mẹ mượn này nha. Uh-huh. Rồi mình có share với Audrey không? No. Sao vậy? Audrey will take it into her house. À, không. Honey, you have many of those. You can definitely share one with her and you can take it to her house. No, không, không có share. Ai sẽ ai trì? Có khi ai trì lấy rồi đem về nhà trì. JD. Cái mặt nghiêm trọng lắm không? Không cho. My goodness, JD. Cho ai trì, ai trì đem về nhà. Audrey might like the dinosaur one. You want to give her that one? Why not? Because Audrey's not favorite. I'll take all of them. What about Mia? Would you give it to Mia? I won't let her get in her house. Bà chỉ cho mượn chơi thôi phải không con? Mượn chơi thôi chứ không có đeo cho đem về nhà phải không? Ok, cho mượn chơi thôi. Chứ mượn chơi rồi chừng nào về cái trả lại cho con rồi mà mốt qua chơi tiếp ha. Được không? If you invite them over, they can pick up one and start playing with it. You'll be okay with it? Or will you want the same exact one that she's picking up? Sao sáng giờ dỗ quá ta? Sáng giờ mày gọt cái đầu tóc đó là cũng hơn 10 cũng cỡ 10 tiếng hồ đó. Mà hả cũng còn bỏ để cột luôn. Quá đẹp luôn. Có tim này. No. Purple này quá dữ luôn. Honey, look, I got socks that were so close. JD, show mommy your other sock. Trời ơi. Look how close I got. Mua cho nó, nó nói thiệt với cô chú là mua cho nó là dớ á, là một lần á là 10 đôi mà mua hai ấy á, là hai bó dớ á, là 20 đôi mà hả, chỉ cần mặc chơi trong vòng 7 ngày là nó dớ là biến đi đâu mất tiêu hết trơn, không bao giờ tìm được một cái bộ dớ mà hả, nó trọn vẹn. I'm so proud of JD. Sao? She cut her foot and she understands now that she has to wear socks when she has shoes on. Oh yeah. She leaves and she learns. That's good. Some kids they don't learn. Từ cái ngày mà cái chân của Jay bị phòng mà bị lột da tới giờ á, bây giờ là tới hại hễ là bước ra ngoài là mang mấy cái đôi giày là nó đòi mang dép mang giày nó vô là nó sợ bị ấy cái da lại nữa. Trời ơi, pop đã chưa? Giờ ngồi rảnh quá ngồi bóp mấy cái này riết rồi cũng hết giờ hết ngày này chơi nè. Oops, it popped. You want me to make her some mac and cheese or you already got some? No, ăn cơm với lại canh. No, I don't want anything in it. Hôm qua con qua hôm qua con nhớ mẹ đút qua ăn cơm với canh không? I don't want anything in it. Thì đó ăn cơm với canh thôi chứ đâu có gì trong đó nữa đâu. Ok. Uh-huh. Ok ăn cơm với canh. I don't get that. Hả? Cơm and remember I was playing video games. Ừ, ăn cơm gì vậy đó. Ừ. Ok rồi, ok. Trời ơi, nó nhớ hôm qua Ngọc đút cơm với nó lúc mà nó ngồi nó chơi game, Ngọc đút cơm nó với canh cái đó nó giờ nó hỏi mẹ mày nhớ mày ăn cái cơm hôm qua mà lúc mà con ngồi con chơi game á. What video games you want to play, Jamie? No, she said that remember yesterday she was playing video game and I was feeding her the rice with the soup. Second in, second on your tummy. You think what I can be? I will say other words that I'm saying. I fly all the way in the pleasure world. I see ya. Ooh. What do you want to see? Ôi, giờ hát dữ đội luôn ta ơi. Second in, second don't you tell me what you think what I can be. I want to get. Can you teach me that song? Mày đâu có biết bài đó đâu. Daddy. Trời ơi, bây giờ mày phải không? Mày hát tiếng Việt mà mày chỉ được chứ hát tiếng Anh mày chỉ không được đâu. Đi bữa nào đi. Đi à. Second in, second don't you tell me what you think what I can be. I wish I may say other words that I'm a fan of. Đúng rồi.
Thôi bây giờ mẹ mở tiếng Việt cho nghe đi, rồi mẹ chỉ hát tiếng Việt nha. Tới 5 tuổi là biết hát bài tiếng Việt nha. Rồi, second thing. Don't you tell me what you think what I can be. Mom, that's what the dinosaur looks like. Đúng rồi. Cái đó là cái này là cái con khủng long. Oh, the toy nào? Đồ chơi nào? No other toys. Đâu còn cái nào đâu? It was right here, then it... Ủa đâu rồi? Imagination. Nó kiếm đồ khác, nó mở, đem cất đồ hết rồi. Hết rồi con. Ở trong thùng đó có con bịch bắp hờ này chứ đâu còn gì nữa đâu. Mama, where's the package of the food? À, cái package mà ngày mai mở, mai mở đi. Audrey took it. Why? Audrey took it? Yeah, came over here. Yo. To her house. Wow, the rice was so hot, I don't think I had to cook it anymore. No. Just mix it with soup. Yeah. Rồi, bà đút cơm cho con ăn nha.